Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và hôm nay thì Huy sẽ cập nhật giới thiệu cho quý anh chị một số những sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Nếu có nhu cầu về chiếc xe nào thì anh chị vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình để Huy có thể tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình ạ. Thì Toyota Tân Cảng bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, cho nên là những chiếc xe của bên Huy thì anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và một điểm nữa thì hiện tại là Toyota Tân Cảng bên Huy đang đẩy mạnh cái trao đổi mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng của anh chị. Thì hiện tại thì những cái chiếc xe Atix như thế này nè anh chị, bên Huy đang mua với giá cao hơn so với thị trường tầm khoảng phải 20 đến 30 triệu. Còn Camry cũng vậy các anh chị. Camry, những chiếc xe Camry như thế này là bên Huy về là khách hàng lái hết rồi nè các anh chị. Và những chiếc xe như là Camry mẫu cũ 27, 28 này thì hiện tại cũng đang hết hàng luôn các anh chị, không còn một chiếc Camry nào luôn. Về là khách lái, thực sự là bên Huy đang căng mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng anh chị nha. Cho nên là có nhu cầu thì anh chị cứ gửi thông tin cho Huy để Huy định giá miễn phí xe cho quý anh chị ạ. Và đây anh chị, chiếc Rush 2021 Toyota Rush cho anh chị 7 chỗ. Thì với chiếc xe đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng và chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ các anh chị. Rush 2021. Thì hiện tại chiếc Rush này đang được bên Huy niêm yết giá là 570 nha anh chị nha. 570. Có công tắc ra vào cửa thông minh. Khởi động bằng nút bấm start up. Đèn là trang bị đèn LED luôn anh chị, tự động bật tắt luôn. Đấy, hộp số tự động. Đầu DVD Android được chủ xe trang bị luôn anh chị nha. Đi được khoảng 50.000 cây số thì Toyota Rush nhập Indo đang được bên Huy niêm yết giá là 570, và giá trên thì bên Huy đang hỗ trợ bớt lọc cho quý cô chú anh chị, cũng khá là ok. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Và bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Corolla Tic 2017 các anh chị, 1.8G nha, bản G. Xe đi được hiện tại xe đi được khoảng 80.000 cây các anh chị, bảo dưỡng hãng khá là đều. Thì chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết giá chỉ có 515 thôi các anh chị. Màu đen nha. Xe nẹp chân kính mặt chrome rồi ốp tay, nắm cửa mặt chrome rồi những cái ốp bật lên xuống như thế này. Chủ xe trang bị kỹ hết ha các anh chị ha. Xe này thì chủ xe cực kỳ kỹ luôn. Và phụ kiện thì trang bị rất là nhiều các anh chị. Đây, những tấm lót chân này, may riêng cho chiếc xe này. Rồi dưới còn lót thêm tấm lót sàn simili nữa các anh chị. Đó, ghế đồ nhìn rất là keng luôn, nội thất màu đen nha. Hộp số tự động vô cấp anh chị nha. Và xe được chủ xe trang bị đầu DVD Android to đùng luôn anh chị. Đây, đầu Android rất là to. Và có camera 360 độ nha anh chị, 360 độ. Hệ thống điều hòa thì xe trang bị hệ thống điều hòa auto, tự động ha, tự động. Đấy, thảm lót trên tắp lô rồi mọi thứ ha. Những cái tấm lót ở phía sau lưng ha. Đây, anh chị nhìn nha. Chiếc xe này nha, những cái tem đề can dán ở trên những cái phần tapi cửa. Đó. Thì xe này bên Huy đang niêm yết giá chỉ có 515 thôi anh chị. Một chiếc xe thuộc phân khúc hàng C rộng rãi 2017 đời cao nữa, với một giá chỉ có 515 triệu thôi. Rất là hợp lý nha anh chị nha. Đấy. Anh chị nào có xe Atix mà cần bán thì cứ liên hệ với Huy. Bên Huy đang mua giá tốt ha, rất tốt luôn. 2.5 Huy các anh chị, 2019 về là khách lái liền luôn, rất là nhanh. Đó, anh chị nào có mẫu 2019 nhập như thế này, 2020 cũng được, thì anh chị cứ liên hệ với Huy nha. Rồi, Innova, đặc biệt các anh chị, Innova mà mẫu mới như thế này nè, tương tự như chiếc xe này, về là khách lái, số sàn nha anh chị. Hiện tại bên Huy đang cần mua những chiếc Innova số sàn mẫu 2020, mẫu mới cuối 2020 và đầu 2021 đang rất cần anh chị. Có khách đặt rồi, bây giờ chỉ có xe về là khách mua thôi. Ok, và đặc biệt là những chiếc xe Toyota Corolla Cross các anh chị. Toyota Corolla Cross là những chiếc xe mà hiện tại khách ở bên Huy đặt nhiều lắm các anh chị. Nhưng mà cũng mấy tháng rồi không có chiếc Cross nào về. Hiện tại thì bên Huy có xe mới thôi nha. Cho nên anh chị nào mà quan tâm đến cái dòng Cross xe mới thì cứ liên hệ với Huy. Tiếp theo là chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, được sản xuất vào cuối năm 2020, biển Bình Dương.
xe đi mới có 12.000 cây số thôi anh chị, đúng chuẩn 12.000 cây, còn rất là đẹp luôn các chị. Đèn dạng bi, có đèn chiếu sáng ban ngày nè, đó, khe hở có chi tiết này, vỏ là còn nguyên bản theo xe nha anh chị nhé. À, vỏ là tuần thứ 12 của năm 2020, vỏ là 4 vỏ, còn nguyên bản theo xe, vỏ sao cua chưa chạm đất luôn. Đây, khe, anh chị nhìn này, đó, nước sơn hầu như là còn nguyên bản anh chị, những cái đường gân, đường dập nổi nè. Rồi khe hở với các chi tiết này, đó, có công tắc rau vào cửa thông minh, khởi động bằng nút bấm startup, ghế màu kem, hộp số tự động vô cấp, chuyển số rất là êm dịu luôn anh chị. Này, hệ thống điều hòa tự động này, 12.564 cây số, Euro chuẩn anh chị. Chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ. Đây là một chiếc xe hatchback cực kỳ đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Với bên tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay lên đến 70%. Về cái suất tiêu hao nhiên liệu, xe này chỉ có tốn 4.9% cây số khi anh chị chạy ngoài đường trường, còn kết hợp là chỉ có 5.7 thôi anh chị. Kiểu dáng thiết kế đẹp, nước sơn thì hầu như là còn nguyên bản. Camera gear, có hai camera gear. Rồi, đây tấm lót ở phần cốp sau. Rồi vỏ sao cua là còn nguyên nha anh chị nha. Chưa đụng chạm gì tới hết. Đó, mọi thứ còn rất là đẹp luôn anh chị. Cuối 2020, Yaris tháng 11 năm 2020 các anh chị mua tại hãng. Đấy, xe còn đẹp, mới tinh luôn. Nội thất còn thơm mùi nội thất của xe mới. Với chiếc này thì hiện tại bên Huy đang niêm yết giá thấp hơn so với thị trường các anh chị, chỉ 558 thôi anh chị ơi, chỉ 558 thôi. Còn thị trường ngoài thì Huy thấy là nó phải hơn tầm khoảng 20 với chiếc xe này. Thì xe đi ít mà giá niêm yết hiện tại đang thấp hơn so với thị trường và còn bớt lọc cho quý anh chị nữa, cho nên là nếu như mà có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị liên hệ sớm nha, chắc chắn chiếc xe này bên Huy sẽ bán rất là nhanh. Ok các anh chị. Còn đây là chiếc Venturer. Đấy, màu đỏ, khá đẹp, sản xuất vào năm 2021. Đi 28.000 cây, 798 triệu. Này các anh chị ha, Venturer 2021. Đấy, 798 triệu. Ok, Venturer, kiểu dáng thiết kế đẹp. Đẹp quá chị ha. Đó. Hệ thống điều hòa tự động, rồi có những cái khay để đồ ở phía sau đầy đủ. Và hiện tại thì bên Huy cũng mới vừa về một chiếc xe Fortuner máy xăng các chị, một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2019, thì bên Huy đang niêm yết giá là 855 nha anh chị nha. 855 Fortuner nhập. Còn chiếc xe này thì cũng mới vừa về, Innova Venturer các chị. Venturer hiện tại mới vừa về Toyota tân cảng luôn. Ok, thì Huy xe này là tuần thứ 30 của năm 2019, sản xuất vào năm 2019 nha anh chị, 2019. Ok, thì Huy sẽ thông tin giá cho quý anh chị sau. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với Huy. Và đây là chiếc Innova số sàn 2020. Hiện tại thì Innova số sàn bên Huy đang đẩy mạnh mua vào nha anh chị. Chỉ còn duy nhất một chiếc xe Innova số sàn 2019 này thôi. 2020 này thôi. Thì chiếc này bên Huy đang chào là 628 nha chị, biển tỉnh, đi được 51.000 cây, màu trắng. Và hiện tại thì Innova số sàn bên Huy cũng đang hết nha. Đây số tự động này, 2020 2.0G các chị, màu đồng, 38.000 cây thì bên Huy đang niêm yết là 687 biển tỉnh nha chị. Còn chiếc này là 2022 luôn, 2.0G đó. Niêm yết hiện tại đang được bên Huy niêm yết là 825 các chị. Cái này mẫu mới nha chị nha. Đó, mẫu mới chị nhìn nè, hai cái mẫu nó khác nhau nha. Cái này mẫu là cuối 2020 có mẫu này. Thì đây là mẫu mới nhất hiện tại của Innova. Còn chiếc kia là mẫu cũ 2020, đầu 2020. Thì xe đi cũng ít các chị, 38.000 cây. Thì giá thì hiện tại bên Huy đang niêm yết giá là 687 thôi. Còn chiếc này là 2022 thì đang niêm yết giá là 825 các chị, cũng là biển tỉnh ha. Ok, xe màu trắng này, màu trắng ngọc trai đẹp lắm các chị, và đi mới có được khoảng 20.000 cây thôi. Còn Mazda CX-5 2.0 biển thành phố thì hiện tại bên Huy đang niêm yết giá của chiếc xe này là 520. Còn chiếc này, chiếc Rush 2020 các chị, biển tỉnh, đi được 38.000 cây thì bên Huy đang niêm yết giá chiếc xe này là 557 các chị, 557 558.000 cây.
Chiếc xe này Innova số sàn 2019 thì lúc sáng cũng có khách đặt rồi, đặt mua. Còn đây chiếc Coratis 2017 các anh chị, 16066 là biển số ha, 51K biển thành phố, đi đúng chuẩn 56.000 cây số, bảo dưỡng cực kỳ kỹ luôn các chị, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đến hãng bảo dưỡng. Xe màu bạc và hiện tại chiếc này thì bên Huy đang niêm yết là 535 Vios đã có khách đặt cọc và đang làm hồ sơ ngân hàng, và Vigo cũng vậy. Đó thì hiện tại thì bên Huy số lượng xe không còn nhiều, cho nên là quý anh chị nào mà đang có nhu cầu đổi xe bán xe thì anh chị cứ liên hệ ha. Bên Huy sẽ định giá cũng như là hỗ trợ cho quý cô chú anh chị một cái giá tốt nhất ạ. Và đây chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu, biển thành phố, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, màu trắng ngọc trai. Hiện tại thì chiếc xe này đi mới có 15.000 cây thôi, và bên Huy đang niêm yết giá của chiếc xe này là 1.040.000.000 anh chị. Đây, những chiếc xe Innova số sàn như thế này bên Huy đang rất là cần. Cho nên quý anh chị nào đang có xe cần định giá, cần bán thì cứ gửi thông tin cho Huy, đảm bảo sẽ được giá tốt. Và đặc biệt là những chiếc xe Fortuner máy xăng như thế này. Chiếc này các chị, chiếc này vừa về là có khách đợi sẵn luôn để xem xe và đặt cọc. Ok, thì Huy cũng thông tin sơ lược cho quý cô chú anh chị mình nắm. Nếu như mà quan tâm đến sản phẩm nào thì anh chị cứ liên hệ với Huy để Huy có thể tư vấn rõ hơn cho anh chị ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.